Tiếp theo ấy, bên cạnh cái layout tab ấy, thì nó còn có một cái chức năng nữa là file tab. File tab tức là gì? Tức là nó thể hiện tất cả các cái bản vẽ của bạn ở trên một cái tab gọi là file tab. Đấy, giả sử chúng ta tắt đi này thì nó sẽ không còn cái thanh file tab này nữa. Đấy, thì tôi khuyên các bạn nên bật cái file tab này. Các cái phiên bản trước ấy thì nó rất khó sử dụng là gì? Cứ mỗi một bản vẽ mới bạn mở ra ấy, thì nó là một cái file riêng biệt, thì chúng ta lại phải thu nhỏ, chúng ta lại phải mở cái bản vẽ khác lên. Nhưng mà đối với phiên bản này, khi chúng ta mở nhiều bản vẽ một lúc thì đây nó hiện tất cả trên một cái file tab, thì chúng ta có thể di chuyển, đấy, di chuyển các tab, tức là di chuyển các bản vẽ với nhau. Đấy, chúng ta đánh cộng này để chúng ta tạo thêm một cái bản vẽ mới hay gọi là một cái tab mới đó. Thì đây là một cái điểm lợi thế rất là đáng kể của AutoCAD 2015. Kizato sở hữu một đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm và sự nhiệt huyết thâm niên trong lĩnh vực đào tạo giảng dạy các khóa học tổng hợp về kiến trúc xây dựng, có một hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại, giáo trình từ cơ bản đến chuyên sâu cùng nhiều phương pháp học tập khoa học đem đến hiệu quả tối ưu cho quá trình học tập và giảng dạy. Đến với học viện Kizato, học viên sẽ được cung cấp những khóa học hoàn toàn miễn phí, được từng giảng viên cầm tay chỉ dẫn và nhận được những gói học bổng kèm ưu đãi trọn đời khi đạt kết quả xuất sắc tại các kỳ thi do học viện tổ chức. Ở đây, bạn sẽ được học các khoa học như AutoCAD, 3DS Max, Revit, ETAP, SAP, bóc tách vật tư, dự toán, dựng hình và được chi tiết kiến trúc công trình cùng rất là nhiều các khoa học khác. Bên cạnh việc học lý thuyết, chúng tôi luôn tạo ra các cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa học viên cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, giúp cho học viên có những trải nghiệm thiết thực để nâng cao kiến thức đã được tiếp thu, hiểu và ứng dụng nhanh chóng vào thực tiễn. Sự khác biệt của Học viện Kizato so với những trung tâm đào tạo khác là 100% giảng viên của chúng tôi là những người chủ trì, quản lý, CEO của các công ty, các nhà máy với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm. Trong các bài giảng, chúng tôi đưa ra rất là nhiều các case study thực tế giúp bạn nắm bắt chính xác công việc phải làm, các tình huống có thể xảy ra và các kinh nghiệm quý báu giúp bạn rút ngắn thời gian học, tránh được các sai lầm và vận dụng được ngay vào thực tế công việc ra kết quả chứ không phải là lý thuyết suông. Với tiêu chí lấy học viên làm trọng tâm, lấy giảng viên làm huyết mạch, lấy chất lượng đào tạo làm chìa khóa thành công, sự thành công của học viên là linh hồn của học viện. Đặt cái tâm trong từng bài giảng, nhiệt tình trong từng hành động, quay ứng dụng công nghệ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu làm bàn đạp là then chốt trong thành công của học viên, cùng với mục tiêu trở thành học viện top 1 trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng. Kizato cam kết sẽ mang đến cho các bạn những khoa học chất lượng, dễ tiếp thu và ứng dụng trong thực tế, không ngừng nâng cao giá trị bản thân và giá trị doanh nghiệp. Học viện Kizato, học thực tế, ứng dụng nhanh.